Đấy. Hình thể đẹp, số đo vào vòng đẹp, đúng không ạ? À, sức khỏe tốt còn phải thể hiện qua cái gì nữa ạ? À, cái nghĩa vụ làm vợ, nghĩa vụ làm mẹ của chúng ta lúc nào cũng phải đầy đủ, đúng không? À, ví dụ như chúng ta không bị lãnh cảm, không không bị các bệnh truyền nhiễm và không bị các bệnh viêm nhiễm, đúng không? À, nói một cách vui vui mà trên mạng người ta hay nói đấy là gì? Điện nước phải đầy đủ, đúng không ạ? Sẵn sàng phục vụ. À, thế thì đấy là thể hiện cái tình trạng là sức khỏe là đầy đủ, sức khỏe tốt. Có nhiều người là không có những cái cảm giác như vậy, và cuộc sống hôn nhân mà thiếu hoặc là không đủ hoặc là không chất lượng về mặt tình dục thì cũng khiến cho có những cái nguy hại, có những cái vấn đề mà cuộc sống đó có thể là cái cặp vợ chồng nó sẽ có những cái trục trặc đấy. Về sức khỏe và sắc đẹp thì người phụ nữ còn phải quan tâm đến cái gì? Đó là quan tâm đến phong cách ăn mặc. Phong cách ăn mặc ở đây thì phải thể hiện rất là rõ, đúng không ạ? Đi làm, bạn phải có trang phục đi làm, trông phải tươm tất một tí, đúng không ạ? Tùy vào khả năng tài chính, khả năng hiểu biết về thời trang, phong cách, rồi thì form dáng, thì chúng ta hay lựa chọn những trang phục phù hợp. Nhưng dựa trên nguyên tắc là chúng ta ăn vào là ăn cho mình và mặc cho người. Ăn cho mình là gì? Cứ cái gì mình ăn vào ngon là mình ăn. Người ta bảo ngon lắm mình cũng không ăn, bởi vì mình cảm thấy không ngon. Ăn cho mình, mặc cho người, tức là gì? Anh thấy em mặc bộ này rất đẹp, chị thấy em mặc bộ này rất đẹp thì hãy mặc bộ đó. Ăn cho mình và mặc cho người. Đi làm mình ăn mặc lúc nào cũng phải nổi bật, lúc nào cũng phải đẹp, cảm giác như hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta, đúng không ạ? Trong tiếng Anh nó có một cái câu là gì? Dịch ra tiếng Việt là hãy ăn mặc như một tỷ phú, hãy ăn mặc như một người thành đạt. Bạn đừng đợi đến khi thành đạt rồi bạn mới ăn mặc như một người thành đạt. Bạn hãy mặc như một người thành đạt khi bạn chưa thành đạt, thì dần dần cơ hội nó mới sẽ đến. Nhưng cũng rất 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 lưu ý về khả năng tài chính, bởi vì có những người cũng sẽ quá tay mua sắm quần áo quá nhiều, hàng 3 tủ, 5 tủ quần áo, hàng trăm đôi giày, hàng chục cái túi. Điều đấy tôi nghĩ cũng không cần thiết, trừ khi chúng ta làm showbiz hay là chúng ta làm những cái ngành mà đòi hỏi về trang phục rất là lớn. Còn nếu chúng ta chỉ là một người thông thường thì hãy sắm cho mình những bộ quần áo đắt tiền, đẹp, phù hợp và chi tiêu trong khả năng tài chính của mình. Nhớ rằng là chi tiêu trong khả năng tài chính của mình. Nhà không được vung tay quá trán, không được vay mượn, không được thế này thế kia. Bởi vì nếu mà chúng ta tiêu hoang quá cũng sẽ dẫn tới tình trạng cạn kiệt về tài chính, khó khăn về tài chính, và vợ chồng con gái cũng sẽ cãi nhau về vấn đề này. Tôi luôn luôn có quan điểm phụ nữ là phải đẹp, ăn mặc ra ngoài là phải đẹp, đầu tóc lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ, không không được rối bời, không được gầu nhá. Nhuộm màu gì thì tùy do phong cách của mình, do tính cách, nhưng mà nhuộm thì cũng phải nhuộm thuốc tốt cho tôi, bởi vì trên thị trường bây giờ cũng có rất nhiều các cái thuốc kém chất lượng làm cho chúng ta bị sơ, bị rối, thậm chí là bị các cái bệnh trên da đầu, thậm chí là ảnh hưởng lâu dài là ung thư. Đấy, chúng ta hãy lưu ý điều đó nha. Tóc tai đúng không ạ, mặt mũi, chân tay, lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng, tươm tất, thơm tho, đúng không ạ? Ăn mặc thì có đồ đi làm riêng, phải có vài bộ đồ đi dự tiệc. Rồi có vài bộ đồ đi chơi, đúng không ạ? Đi du lịch, đi biển, phải có vài bộ đồ, đúng không ạ? Ở nhà, có đồ mặc ở nhà cũng phải đẹp, sạch sẽ, tinh tươm. Đừng có mặc những cái quần áo cũ, xoăn tít, đúng không ạ? Đi ngủ thì giống như là tu sĩ ấy, đúng không ạ? Vâng, thế thì tôi nghĩ là các anh chồng hoặc là các anh bạn trai thì chắc các anh cũng sẽ chạy hết, đúng không? Đúng không? Mình đồ mặc ở nhà có tùy vào cái mô hình của gia đình, có nhà thì có hai vợ chồng thôi, có nhà có cả bố mẹ đẻ, có nhà thì có người giúp việc vân vân. Tôi nói là tùy vào cái điều kiện của gia đình, tùy vào thời điểm, ví dụ sáng trưa chiều tối đêm chúng ta lựa chọn trang phục cho nó phù hợp, đúng không ạ? Nhưng ví dụ như đồ đi ngủ thì là một người phụ nữ thì hãy nên chọn những cái bộ đồ cho mình tốt về mặt chất liệu, đẹp về mặt thiết kế, đúng không ạ? Sexy và phù hợp với mùa vụ, đúng không? Và hãy nhớ rằng là đừng ăn mặc giống như một tu sĩ.
đúng không? Mà hãy ăn mặc làm sao để giữ lửa yêu thương, đúng không ạ? Hãy chọn cho mình những bộ đồ ngủ thật đẹp, thật sexy, và hãy chọn cho mình những bộ đồ lót thật đẹp và phù hợp với cái nhu cầu của mình, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ đồ lót cũng rất là quan trọng, và nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy kích thích trong cái cuộc sống, chúng ta tự tin hơn và thu hút đối tác của mình hơn. Điều này cũng đúng với cả nam giới. Nếu như người phụ nữ mà người ta đẹp và người ta tự tin, người ta có quyền, thì người đàn ông cũng phải làm như vậy. Người đàn ông cũng phải đẹp về hình thể, cũng số đo va vòng, cũng ăn mặc, cũng ở nhà, cũng phải có đồ đi ngủ, vân vân. Đấy. Thì mình nên có cái phong cách như vậy. Tất nhiên chúng ta cân đối về mặt tài chính, như tôi đã nói. Nước hoa chúng ta cũng có thể có một lọ, hai lọ là chúng ta sử dụng. Son môi có thể có một thỏi, hai thỏi. Nhưng mà đừng có, tôi có 100 thỏi, tôi có 100 loại nước hoa thì tôi sợ là kinh khủng quá. Trừ khi là bạn có rất nhiều tiền. Và điều đấy tôi nghĩ rằng là lãng phí không cần thiết. Bởi vì ranh giới giữa sưu tầm, sở thích, lãng phí quá tay thì nó phụ thuộc vào túi tiền của bạn. Nếu như bạn nhiều tiền thì chuyện đấy rất đơn giản. Nếu như bạn ít tiền thì chuyện đấy nó sẽ trở nên xa vời. Đúng không? Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng quan tâm đến câu hỏi là liệu rằng người phụ nữ có nên đi thẩm mỹ hay không? Thì theo quan điểm cá nhân của Mr. X, đây là quan điểm cá nhân nhá, nó có thể đúng hoặc là có thể sai, thì Mr. X cho rằng là thẩm mỹ cũng rất là tốt. Đấy. Các chị em nên sử dụng một số những cái dịch vụ cơ bản và đừng có lạm dụng nó. Các dịch vụ cơ bản như là đi spa, đúng không ạ, và đi làm đẹp da, đi chăm sóc da, đi trị mụn. Đấy. Rồi thì người ta vật lý trị liệu tôi nghĩ cũng rất là tốt, và một số những cái đơn giản khác. Còn cái việc mà chúng ta phải sử dụng dao kéo, can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm việc này. Và nếu chúng ta vẫn muốn làm thì hãy chọn những cơ sở y tế, những cái đơn vị thật sự có uy tín, và hãy lựa chọn cái người làm cho mình cũng phải có tay nghề chuyên môn tốt, chứ không phải là cứ thấy cái quảng cáo ở trên mạng mà chúng ta lao vào là rất mệt mỏi. Nha, tôi xin nhắc lại, thẩm mỹ viện hay là thẩm mỹ là quan điểm của mọi người. Và Mr. X ủng hộ việc đó, nhưng trong một khuôn khổ là tự nhiên, cơ bản, không làm những cái gì quá nhiều, quá lớn. Ví dụ giảm béo, các bạn có thể trị liệu một chút, đúng không ạ? Nhưng đừng tiêm, đừng hút. Tôi lấy thí dụ như vậy. Bạn hãy giảm bằng cách là dinh dưỡng, bằng cách tập luyện. Tôi biết điều đó là vất vả, nhưng hãy làm theo cách như thế nó sẽ bền vững và có sức khỏe tốt hơn. Đúng không ạ? Hay là số đo bạn muốn nâng, đúng không ạ? Bây giờ bạn muốn phẫu thuật đặt một cái túi ngực ở trong cho vòng một của mình, thì tôi cũng không biết, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, phụ thuộc vào gia đình bạn, phụ thuộc vào khả năng tài chính của bạn. Còn đối với tôi thì tôi vẫn luôn luôn thích cái gì đó là tự nhiên và can thiệp một chút, sử dụng một chút các dịch vụ cơ bản thế thôi. Thế còn nếu mà bây giờ mà bạn dao kéo hết từ mày, môi, mắt, mí, đúng không ạ, rồi thì tắm trắng, rồi thì nâng ngực, hút mỡ eo, rồi đắp mỡ vòng ba, kéo dài chân, rồi thì sửa gọt cằm, nâng má, gọt tai, thì tôi nghĩ là rất nhiều người cũng sẽ thích, rất nhiều người chị em cũng sẽ đẹp lên, kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí cũng kiếm được những người chồng tốt đẹp hơn. Nhưng nó cũng có thể có những cái hệ lụy về mặt sức khỏe và tương lai, và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn, tôi không có ý kiến nha. Nếu là tôi với tư cách là một người đàn ông thì tôi sẽ thích những cái gì tự nhiên, đó là quan điểm của tôi. Và việc đi sử dụng spa thẩm mỹ tôi vẫn rất ủng hộ sử dụng những cái dịch vụ cơ bản. Tất nhiên tôi nói rằng đây là cái dịch vụ, đây là cái ý kiến riêng của tôi thôi, không phải là ý kiến chung của tất cả mọi người. Ok. Như vậy ta kết luận cái phần về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Thứ nhất, tôi nói lại là người phụ nữ phải luôn luôn ghi nhớ điều đó. Bạn phải đẹp toàn diện, đúng không ạ? Sáng diện, trưa diện và tối diện, đẹp toàn diện. Tất nhiên, đẹp toàn diện này không phải là chúng ta để ý quần áo xúng xính suốt cả ngày mà chúng ta không làm gì cả. Mà đây là chúng ta vẫn làm các công việc, giỏi việc nước bảo việc nhà. Về nhà cơm nước chúng ta cũng phải đẹp, đúng không ạ? Đi ngủ chúng ta cũng phải đẹp, đi đẻ chúng ta cũng phải đẹp. Đấy, đấy là cái quan điểm.
Nhưng chúng ta đừng có ám ảnh về điều đó, mà chúng ta phải tự tin về điều đó. Nó khác nhau về phong cách, đúng không ạ? Chúng ta phải giữ gìn sức khỏe bằng cách là ăn các cái chế độ ăn dinh dưỡng tốt, đúng không ạ? Tránh béo phì, tránh các bệnh tật, hạn chế các bệnh tật. Chúng ta phải giữ gìn số đo ba vòng hình thể tốt, đúng không ạ? Chúng ta phải chú trọng đến việc ăn mặc, ngoại hình, tạo phong cách riêng cho mình, đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng các cái mỹ phẩm và các cái phụ kiện trong ngành thẩm mỹ cũng như là ngành làm đẹp để có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên tự tin và tốt đẹp hơn. Bởi vì khi mà chúng ta thay đổi được những cái đó, chúng ta tập luyện và chúng ta có được cái sắc đẹp về mặt khuôn mặt, đẹp về mặt hình thể, đẹp về mặt sự tự tin trong tính cách của con người, thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những yếu tố khiến cho cuộc sống vợ chồng của chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, hoặc là đối tác của chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn hơn, bởi vì bản thân người phụ nữ cũng có giá trị hơn so với trước rất nhiều. Nếu như coi rằng đây chỉ là việc là tôi chiều chồng tôi mới làm như thế, và kể cả không chiều chồng, kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì bạn người phụ nữ vẫn luôn cần điều đó, bởi vì chúng ta làm điều đó là cho bản thân chúng ta chứ không phải là cho ai khác, đúng không ạ? Con cái cũng nhìn vào học tập tốt cho sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống đẹp, tuyệt vời, tôi nghĩ thế. Và ý thứ hai tôi muốn nói đấy là người đàn ông cũng phải làm như vậy. Khi một người phụ đẹp, đúng không ạ, hãy dạy cho anh ta, nếu thấy anh ta béo quá hãy đi tập cùng với anh ta, hãy giúp anh ta ăn kiêng bớt đi, bởi vì đấy là tốt cho sức khỏe và nó cũng đẹp hơn. Bây giờ bạn rực rỡ như thế, bạn đi với một ông béo xấu thì tự dưng mình cũng cảm thấy chạnh lòng, đúng không ạ? Tất nhiên đấy là chồng mình thôi. Và người phụ nữ Việt Nam thường là cho rằng là như thế mà chả sao, chồng mình mà. Thế nhưng bây giờ bạn thử tưởng tượng, vẫn là chồng mình, nhưng mà bây giờ cái bụng 90cm là nó xẹp xuống và còn có 65 thôi, đúng không ạ? Thì nó phải tuyệt vời hơn, không ạ? Bệnh tật không có, không có bệnh này bệnh kia, không thuốc lá, không rượu chè, vân vân, có tốt hơn ạ? Tôi nghĩ là rất tốt. Vì vậy là nếu có anh nào xem cái video này thì tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm với bản thân chúng ta hơn. Không phải là chỉ vợ đẹp là đủ đâu, chúng ta cũng cần phải đẹp. Bởi vì vợ thì làm cho chồng sang, và chồng thì cũng làm cho vợ trở nên hấp dẫn. Và người ta sẽ nói là được cả đôi và rất là sang trọng, rất là quý phái, đúng không ạ? Và đi đâu người ta cũng khen. Đó là cuộc sống, tôi nghĩ rất là tốt. Ok, vậy ta sẽ kết thúc cái bài học này. Nếu các bạn có cái câu hỏi gì thì cứ trao đổi trực tiếp với Mít Tích nha, để được tư vấn thêm. Xin chào.